Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh là TK Bonsai. Có đến huyện Châu Thành A và có ghé chỗ anh Thuận và có review một số cây kiểng và có báo giá luôn nha bà con. Rồi, anh chào anh Thuận Thuận ơi. Rồi, chào anh Quốc, chào bà con và khán giả. Cũng vừa rồi cũng bà con cũng thương tình ủng hộ mấy clip vừa rồi cũng hết cũng 80-90%. Rồi đợt này cũng về vô cây mới mai có Kima. Rồi trang đầu đủ thứ. Dạ. Đọc số điện thoại Zalo luôn anh. Số điện thoại của em là 0939 869 389. Dạ. Rồi đầu tiên này là cây số 1 là cây mai vàng nha bà con. Cây mai vàng này cái đế nó cũng đều lắm. Nó đế nó đều bốn mặt hết trơn, đế nó nở ra bự nữa. Dạ. Chiều cao trước bà con. Chiều cao 79. Dạ. Đây cái vành đo chân đây đo chân chỗ nhỏ nhỏ đi. 32. Cái dòng đế hư anh. Cái dòng đế này bự bà con. 150 đi. 150 đi ha. Dạ, đế này nó đặt hết trơn. Rồi cái đế nó xổm cao lên. 30 nữa bà con. Đế này cái tủ này nó đặt nè. Bự lắm. Chỗ này cái bệt này đặt bự. Cây số 1 này 4,5 triệu bà con ơi, bao ship toàn quốc luôn. Mai vàng miền Tây mình ha. Dạ mai vàng. Mai này mới bứng cái chuyện qua luôn đó. Cây này mới bứng. Cái phôi này mình có bao sống luôn không anh Thượng ơi? À, mình bao sống luôn. Phôi này sống 2 tháng đi ha. Dạ, phôi 2 tháng đi. Phôi dạ. Này mạnh lắm. Thôi mà cây này cây mạnh không à. Cây này cũng cây số 2, cây mai vàng nha bà con. Cây mai vàng này cái đế lu nè. Cái đế trồng cái sâu mũ. Hổm nó trồng nguyên cái sâu mũ hết trơn rồi. Giờ còn cái đít sâu nè. Dạ. Nè. Nó cuốn tròn cái đít sâu hết trơn nè. Này nè, sâu mũ nè. Trồng trong cái sâu luôn ha. Trồng nguyên cái sâu. Dạ. Nè, đít sâu còn nè. Bóng nó nguyên cái sâu mới. Để em quay cận vô. Cái xanh xanh là cái sô đó hả? Ờ, còn này, dính vô ha. Còn dính vô nguyên cái đít sô. Dạ. Chiều cao này cũng 79 hả? Dạ. Cái hoành 34. Dạ. Cái này cũng có cái cành hồi đầu nha bà con. Cành này nửa nũ cái cành gớt cũng đẹp á. Dạ, em quay ra. Cái củ đế này đặt này trong cái miếng xô này nó tròn. Nó tròn này 86 nha bà con. Dạ. Tròn cái củ này với cái đế dưới này nó bự nữa đó. Cục này 86, đo đế sởm. Đế sởm này 31. Cao 31. Dạ. Rồi cây số 2 này 5 triệu bà con ơi, bao ship toàn quốc. Cái này đế trong cái đâu, muốn vàng ao luôn. Cái này cho anh một quay nữa. Rồi. Cái số 3 này cũng cái mai vàng nữa nghe bà con. Cái mai vàng này nó già lắm. Rễ nó cũng nực lắm. Rễ bự 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 không. Rễ nó quắm quắm. Nó già hết trơn. Mặt thẹo nó liền hết trơn rồi đó. Rễ này còn cái rễ này mình ngang nó bự nè. Rồi. Quay ra quay. Nè cái mặt thẹo này gì mà ta chặt ở đó giờ lành hết trơn, nó còn có lỗ bằng ngón tay à. Thẹo. Dạ, cái này lành hết trơn. Dạ. Lên xù luôn ha. Lên xù nách luôn á. Chiều cao này 90 bà con. Năm mươi hai hoành. Dạ. Cái nồi đế này cũng 150 nữa đó. Mà ghế này nó bự được, ghế bành bành không. Hai bên nó có như hai cái giò nè. Ghế này nó đều lắm. Kéo mũ hết trơn. Cái cây này mạnh lắm. Mai này mạnh. Cây số 3 này 6 triệu bà con ơi, bao ship toàn quốc. Dạ, xe dòng đi anh. Xe dòng đi.
rễ nó quắm 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 xuống, rễ nó bự, rễ nó đều á, đều 100% luôn nè. Dạ. Không có chỗ nào trống. Dạ. Thế bốn cái này không nổi bà con ơi. Nổi à. Dính dính nha. Cây này cây số 4 này, cây Kima nha bà con. Cây này nó có cái dáng thú mà nó quái nữa. Đây Kima. Kima là nó có trái mà trứng vàng đó. Cái chiều dài này mình đo cái mình này không á. Dạ. 83. Đó chiều này mà nó có cái hình cong nữa nè, mà cái này cái con thú cái rễ này nó nằm cái bầu nó 67 đó. Đỉnh cái đó có vành hết. Đó trên chỗ này 54 vành á. Chỗ này nó còn bự hơn đó. Cái này dáng này đẹp. Thú nằm ha. Thú nằm. Rồi. Cây số 4 này 3 triệu bà con ơi. 3 ship thầu quất. Dạ. Đây. Cây này cũng Kima nữa nghe bà con. Cây này cây số 5. Cái này đọc à, cái này đẹp. Đó, cái đế một bệt luôn nè. Dạ. Bệt cái đế nó nụ nụ ghế mập tay chừa bắp tay bự không. Dạ, em quay đi em, quay vòng. Dạ, em đế. Chiều cao này 61. Nó có vành. 39 vành. Đo cái bệ này bị ngang nó 20 đó. Đường kính ngang cái mình này 20 nè. Dạ. Đo cái củ đặc. Củ đặc này thôi. Rồi, hào hào thôi em. Củ đặc này tới 89 đó. Củ đặc đó nha. Nguyên cái bệ đế nó có 150 nữa đó. Dạ. Cây này cũng cây Kima nghe bà con. Cây kia bằng cây trứng vàng đó. Cây này bông sai và quá đẹp. Cây số 5 này giá 4 triệu bà con ơi. Nguyên lô mình bao ship toàn quốc hết luôn ha. Bao ship toàn quốc luôn. Dạ. Rồi dạ. Có cây mai bự quá, không bao ship 200 cây. Có cây mai quá chừng bự. Ở trong chậu. Thôi cây này xuống đất đi. Kéo đây. Dạ. Cây này cũng cây số 6 này cũng cây Kima nghe bà con. Bự cây này bự quá. Cái này cái bự khủng luôn, cái này cái bonsai. Bị cao này 70. Sáu mươi bốn. Dạ. Cũ đặt. 96. Dạ, xây qua cái mặt bên kia hên kia. Cái này nó mạnh lắm. Quá đặt cái mặt này. Rồi được. Cái này cây số 6 này cũng 3 triệu bà con ơi. Thê Kima số 6 3 triệu. Dạ. Cái số 7 này cũng cái mai vàng nha bà con. Mai vàng là dùng lực mà rễ nó đều quá trơn. Chiều cao này 59. Dạ. Cây này uống bông sai đẹp, nó kéo như nhựa hết trơn nè. Cây này bứng cũng cơn tầng rồi đó. Ba mươi lăm vành. Dạ. Nó có cái cụ đặc ở cho bà con 70. Dạ, xây nhỏ. Nó có chia này, cây này uống bông sai đẹp, kéo mũ hết trơn.
Cây số 7 này giá 2 triệu rưỡi bà con ơi. Bao ship toàn quốc luôn. Cây này cây số 7. Dạ. Số 8 là cây mai. Nói không? Nói nè. Mai vàng ha. Cây số 8 này cũng mai vàng bà con ơi. Mai này nó có cái cục xù của này nè. Dạ. Xù này ở trên đây nó xù nách cục cục hết trơn rồi nè. Cái già nó kéo nhựa hết trơn rồi. Rễ nó đều á, bốn mặt luôn. Nó xù ra cục 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 hết trơn rồi nè. Đó. Xù nách ha. Xù nách hết trơn rồi đó. Dạ. Nó u ra cục 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 rồi. Ở dưới này nó xù ra một cục đây nữa nè. Nè, con, nè nó xù nè, xù khoan, đây nè. Khoan, đợi em tí. Đó. Rồi, xù. Cục xù đó ha. À, cục xù qua đây nữa nè. Bên đây có không? Đó, nè. Rồi, xích vàng tí nha. Đó, nó xù. Rồi, dính cái đo chiều cao nha. Chiều này nè. Rồi. 130. Rồi, 130 đi ha. 130. Rồi, hoành luôn. Hoành này nó hơi beo cho chỗ này nè. Thì nó 39 hoành. Rồi, ngay cái cục đo cục ngay đây. Cục xù. Cục xù, cục xù này nó 51. Dạ. Cây này nó cũng kéo nhựa hết trơn nha bà con. Mạnh lắm. Nè. Kéo cây mạnh trắng sát hết trơn nè. Cây này đế nó đều lắm. Cây số mấy? Số 8. Cây số 8 này 6 triệu bà con ơi. Bao ship toàn quốc luôn. Dạ. Chính để đại đất đi. Kéo xích ra đây. Khế hả anh? Dạ, cây này cây khế tàu nha bà con. Nó có trái đùm đùm rồi nè. Dạ, xây vòng đi. À, cây này đế rồi bón dừa vô cho nó mát đó. Có trái luôn. Giờ để gì để sống khỏe đó. Xích. Quay cho nó có một chùm bông đi. Rồi. Nó ra bông ra trái hết trơn. Chiều cao này nó 94. Nè, có đùm trái bự rồi nè. Cái tàu. Nó ra bông trong thân rồi, có trái à. Năm mươi hoành đi, 51, 52, kể như 50 thôi. Dạ, sát dưới thử anh. Sát dưới thử. Để đặt. 112. Dạ. Đế nó sổ mình cũng gan. Đế nó đều lắm. Bó bằng dừa vô cho nó mát cây á. À, giá luôn anh ơi. Cây khế tàu là giá 2 triệu bà con ơi. Cây số 9. Cây số 9. Cái đấy đâu tiền. Không có nằm đây không? Không có. Thiên luôn. Có. À, có. Ừ. Chính thì giá 2 triệu bà con ơi. Rồi, tới cây số 10. Cây số 10 này cây bông lại nha bà con. Bông lại hình thú luôn. Ừ, đợt này quay con trang đi. Chiều cao này nó 41. Nó có cái lỗ này rồi con là mở sành hết trơn, không có gì. Nó khô hết trơn. Nó không có mục gì ha? Không, bảo đảm không có 100%. 30 hoành. Dạ. Rồi con thú này chiều dài nó 20 nữa. Nó ra được cái chân mạnh lắm. Cái bông lài. Rồi giá luôn anh ơi. Cái bông lài số 10 này giá 2 triệu bà con ơi. Rồi.
Số 11 này cái sung nha bà con. Sung xưa mình ha. Sung xưa. Ổn cây này nó có trái đùm đùm đó. Mà giờ cũng trái rồi. Chiều cao này nó 80. Dạ. 8.000 này nó 70. Hai mươi hai hoành mà cái thân nó rất lượng á, đẹp á. Cây số 11 này 1 triệu bà con ơi, bao ship toàn quốc mà không có bao chậu nha, tại vì vô thùng mớp á. Dạ. Chiếc này nè, để nó hồi quay cái kia đụng. Nó sụp. Cây này cây số 12 lại luôn anh. Dạ. Cũng cây bông lại nha bà con, có bông nè. Nè, bông nè. Dạ. Cây này cái bộ rễ dạ, nó quá cái hình để. Thác đổ nữa đó bà con. Khoan để em quay mặt bông cái. Đó có bông. Cũng 5 cánh luôn anh. 5 cánh. Dạ. Cũng đang búp búp ha. Đang búp 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 búp. Rồi cái chiều thác đổ này bị dài nó 66 đó. Dạ. Thác ngang đó hảo bà con đi. 50. 49 50 đó. Cái này không biết đo sao đo ngay bộ rễ nha bà con ơi. Không có thân có rễ không à. Nó 26 đó. Dạ. Rồi, khoan khoan để nguyên em quay cái bộ sườn đó. Rễ không thì rễ nó hồng luôn coi nè. Cái này cây quái nha bà con. Cái bông lại. Rồi. Dạ, cây số 12 này giá 2 triệu bao ship đồng quốc bà con, mà không cho cái chậu nha bà con, tại vì mình rút chậu ra mình vô thùng mớp á. Dạ. Miễn có đường gần mình đi sẵn đi xe giao cây rồi giao cho chậu luôn, mà đi đường xa không có giao cái chậu. Quan dạ. Dính dính cục. Nếu gần thì mình bao chậu luôn ha. À, sẵn mình có đi xe mình gửi cho chậu luôn. Cho dạ. Chậu không có nhiêu tiền. Cái này cây số 13. 13. Trang vàng ha. Vàng Pháp nha bà con. Vàng Pháp đã nhỏ. Nó sắn nha bà con. Cây này xiên bông lắm. Rồi. Được rồi bán hết trơn, còn hai cây này trồng dưới đất nè, bây giờ mới bứng lên bán lại nè, giờ kiếm giống này không có nữa. Chiều cao này nó 80 đó. 8.000 đi em. 8.000 cũng 80 nữa bà con ơi. Bông đẹp lắm. Cái này nó có đo thử cái thân nghe bà con, nó thân nó 33 cốt. Nó 10 à. Dạ. Cốt nào cũng 90 mà nó có củ đế tròn. Củ đế này nó 34. Nó tròn nguyên cục. Nó cứ ngắt một cục luôn đó. Cây vàng Pháp này số 13 này 2 triệu bà con ơi, bao ship. Dạ, dạ. Cái này cũng vàng Pháp luôn nghe bà con. Quay quay đi. Vàng Pháp này nó có hai thứ bông nè. Nó đột biến ra bông đỏ nữa nè. Có đỏ nữa anh. Nè nè nè. Đây nè, bông đỏ nè, đó. Khoan, để em quay cận. Đó, đột biến ra bông đỏ nữa đó. Dạ. Bên này nó cũng có cái bông này đỏ nữa nè. Nó đột biến. Vàng Pháp là vàng Pháp bá nhỏ nha bà con. Thôi chiều cao này có 130 đi, 140 dạ, gửi 130 thôi. Tán ngang này 90. Dạ. Dạ, quay sẽ qua thấy cái bông anh đang nở nè. Đó, có bông đỏ nữa nè. Đó. Dạ. Không có ghép gì chừng nó tự nhiên đó. Tự nhiên ha. Dạ. Rồi nguyên cũ cũng đi. Hai mươi lăm hoành. Rồi cây đại diện thì đo đại cho cây này đi. 9 nè. 9 rưỡi cỡ như 9 đây. Cây số 14 này cũng giá 2 triệu đó bà con ơi.
Dạ rồi. Cây 15 này là cây mai vàng nha bà con. Mai vàng hình thú. Nó có cái đuôi luôn. Cây này nó cũng thừng ở trong cái mô rồi đó. Mới bứng ra. Chiều cao này 80. Tán ngang này 50. Hoành này 20 thôi, 21 kể như 20 thôi. Dạ. Rồi cái chậu này, cái nằm dài này 30. Dạ, rồi xem dặm qua. Rồi giá luôn à. Cây số 15 này, cái mai vàng này giá 1 triệu bà con ơi. Bao ship toàn quốc luôn. Dạ, rồi. Quay chứ. Bỏ cái đó đi. Đây nè, bỏ cái này. Rồi, cặp số 16. 16 này một cặp nha bà con. Phát tài ha. Phát tài. Một cặp đi. Cái này 60. Hoành đấy. Hoành này 39. Dạ. Ở bỏ cây xuống đất đi. À, cái này. Cây này bị cao cũng hảo hảo đó bà con ơi. 90 đi. Hoành 46. Dạ. Rồi một cặp này 1 triệu 2 bà con ơi, bao ship toàn quốc luôn. Số 10. Bà con giao luôn một cây có bán không anh? Có. Dạ. Một cây cũng 600 nữa. Bán cho bà con dễ. Cặp luôn ha. Cái này cũng cặp luôn, kéo cái kia luôn. Cặp 17. Cặp này 17. Cái này hai thân nha bà con. Chiều cao này cũng 80. Dạ. Đo thử thân thôi. 26. Dạ. Rồi, dục cái này xuống. Cái này 17 phải không? 17 luôn. 17. Củ này bự. Củ hơi 50 ạ. Dạ. Này cũng bông sai nha bà con. 56. Một cặp này cũng 17 này cũng 1,2 triệu đó bà con ơi. Dạ, rồi. Rồi, tới cây số 18. 18 là cây mai vàng này nha bà con. Mai này hình thú bà con ơi, cái mai này nó đẹp lắm. Cái này trong chậu quay. Mai vàng mà luôn ha. Mai vàng. Cây mai này bông đẹp lắm, từ 5 đến 7 cánh không đó, lại từ rồi nó chỗ bông á. À, vậy là mình thấy mặt bông rồi ha. Thấy mặt bông rồi, bao đám như nè, nụ dưới ấm nụ cây nụ này. Nụ hả anh? Nụ. Nó anh dán dán lá à, lên thử nè. Nụ này tết bông nhiều lắm, đó. Đó. Rồi, nó theo cái mặt lá ha. Ừ. Cây này đây nè, cũng nụ ấm nụ nè. Nè. Nụ này tết rồi, có bông nhiều đó. Nè. Lá dạ. Cây này bông cũng được. Rồi. Cái chiều dài này là 140. Rồi cao đi anh. Cao này 150 bà con ơi. Mai này là ngày Tết ha. Ngày Tết luôn đó. Cây này con thú nó quá đẹp, có giò trước nó bò luôn nè. Cây này thằng chậu á, nó còn trong chậu nhỏ mà mới sang ra. Nó nằm chiều dài này, con thú này nằm dài 50 đó. Nó hai thân nó 50 hoành. Dạ. Một thân để đo được. Cốt rồi. Rồi, một thân luôn. Thân nó 36. Dạ.
Này là cái vết chày hay gì vậy? Vết chày hồi đó nó bị mình khiêng á, nó có bằng ngón tay à. Dạ. Cái kia chứ không có gì chân bình thường. Quay anh quay cái hình này đẹp lắm, có hình nguyên con thú. Bông này tết là đẹp lắm. Đó, nguyên con thú nó bự vậy đó. Cái con thú này chiều ngang nó khoảng tầm 30 nè. Cái đường ngay cái bụng đó nè. Nó nằm nguyên cái hình này nó đẹp. Cái rễ nó cùng tay tay không? Dạ. Cái rễ này nó chiều cao, nó xổm bên đây là 28 đó. Dạ. Cái mai vàng này số 18 nha bà con. Rồi giá luôn anh ơi. Cây này giá 21 triệu. Bao ship 200 cây. Tặng cho chậu luôn. Xa hơn thì mình thương lượng ha. Rồi đúng. Mình 200 cây à, bao ship mình đi xe tải á. Dạ. Chứ cây này không gửi đường bưu điện được, gửi nó hư. Hư nhánh á. Dạ 21 triệu rồi bao ship bà con 200 cây. Cũng là cây cuối luôn ha anh. Dạ cũng là cây cuối. Rồi mình chào bà con luôn anh Thuận ơi. Rồi chị cũng chào bà con, mong bà con cũng ủng hộ. Dạ em chào anh Thuận luôn. Dạ. Rồi kênh là TK Bonsai, xin cảm ơn bà con cô bác đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại bà con cô bác vào video lần sau.